Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân đầu tư công, một số địa phương đã vận động người dân ra mặt bằng trước để tập trung thi công, dù các hộ dân vẫn chưa nhận đủ tiền hỗ trợ bồi thường. Cuối tháng 8 vừa qua, dự án DT382, nhánh trái và nhánh phải của đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng qua huyện Ân Thi, Yên Mỹ và Quái Châu mới bàn giao cho nhà thầu được 5,5 km. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc vận động tuyên truyền của chính quyền, nhà thầu cũng đã ứng tiền trước cho chủ đầu tư để trả cho các hộ. Nên dù chưa có các quyết định chính thức về chi trả bồi thường, hỗ trợ, song gần 200 hộ đã đồng ý bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Từ chỗ chỉ có 5,5 km để thi công, sau 20 ngày từ cuối tháng 8 đến nay, dự án đường 382B nhánh phải và nhánh trái đã có 10 km mặt bằng để thi công với diện tích gần 6 ha. Chúng tôi cũng là một trong những hộ ở thôn này được lĩnh cái tiền, tuy rằng là chưa đủ, nhưng được sự đồng tình cũng như được sự tham gia của lãnh đạo địa phương, vận động địa phương thì chúng tôi ủng hộ hoàn toàn, cho nên tôi nhất trí giải phóng mặt bằng, chuẩn bị thi công cho khẩn trương. Cũng mong là đơn vị khi đã có mặt bằng thì làm nhanh để cho chúng tôi thuận tiện đi lại, giao thông an toàn. Lúc đầu thì một số nhân dân người ta cũng có ý này ý khác, muốn chờ cái giá của nhà nước hoàn thiện hết, đầu đấy thì người ta mới bàn giao mặt bằng. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân để trong cái lúc nhà thầu chưa có mặt bằng thì nhân dân đã đồng tình và coi như tạm ứng lấy cái số tiền để giao mặt bằng cho bên thi công tiến hành thi công. Có đủ mặt bằng sẽ là điều kiện rất thuận lợi cho nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để thi công. Bởi từ khi bắt đầu thi công tuyến đường này, tháng 3 năm nay, đơn vị thường xuyên gặp khó khăn do không có mặt bằng, nên dù năng lực có nhưng khối lượng không được nhiều. Hiện nay mới giải ngân toàn tuyến được 25 tỷ đồng trên tổng số 350 tỷ đồng. Nhờ sự quan tâm của chủ đầu tư, các cấp chính quyền vận động tốt thì cũng thêm cho nhà thầu mặt bằng. Các hộ dân thì cũng rất là đồng thuận, chưa nhận hết tiền đền bù nhưng mà cũng tạo điều kiện bàn giao mặt bằng sớm để cho đơn vị thi công triển khai công việc. Việc chính quyền vận động, nhà thầu ứng tiền chi trả trước để người dân đồng thuận giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo phương châm vừa hành quân vừa mặc áo là giải pháp đã được một số chủ đầu tư tại huyện Văn Giang, Mỹ Hào triển khai từ lâu. Bởi nếu cứ chờ các thủ tục thì sẽ rất mất thời gian, trong khi cam kết theo hợp đồng của nhà thầu với chủ đầu tư đã được ấn định trong hợp đồng. Quan trọng hơn, khi tỉnh đã bố trí đủ nguồn tiền để chi trả, nhưng các đơn vị thi công lại không có đủ khối lượng nên không thể giải ngân được. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho tiến độ giải ngân tại Hưng Yên đang chậm so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.